Xin mời cộng đoàn đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, dưới ranh yêu thương, ai trong chúng con cũng biết. Thế nhưng chúng con phải chân thành mà thưa với Chúa rằng, tại sao chúng con sống dưới ranh yêu thương khó lắm? Là bởi vì chúng con chưa mở lòng ra để đón nhận tình yêu của Chúa. Chúng con chỉ thật sự sống yêu thương nhau khi chúng con có trong lòng đầy tràn tình Chúa yêu con. Chúa chi ơi, nghe lời chúng con, vì chúng con tham đến Ngài. Dòng suối đèn thương ai, vẫn chúng con luôn lạy Ngài. Lạy Chúa trời cứu con, nguyện thương đến lời mong Ngài. Nguyện Chúa chi ai, hãy lắng nghe lời chúng con, rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến người. Nhìn danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Mời quý ông bà anh chị em ngồi. Cách đây mấy ngày, tôi nhận được tin cha Vũ Khởi Phụng thuộc dòng Chúa Cứu Thế là một trong những linh mục xuất sắc của thế hệ trước, cùng thế hệ với lại cha Tiến Lộc hay là cha Thành Tâm của dòng Chúa Cứu Thế. Thế thì tôi nhớ Ngài có một lần nhận xét như thế này. Đó là ở nhà dòng Chúa Cứu Thế đường Kỳ Đồng, thế thỉnh thoảng phòng của cha Phụng hay có người đến xin giúp đỡ. Thế có người có nhu cầu thật cũng có, mà có những người có nhu cầu giả lừa gạt cũng có. Nhưng mà ai đến thì cha cũng cho chút đi. Cho nên là có ông thầy nói với cha bảo, cha coi chừng cái người đó họ lừa gạt cha đó. Thì Ngài trả lời như thế này: khi họ đến với nhà thờ mà họ lừa gạt là họ hết chỗ rồi, hết chỗ rồi. Cho nên vì còn có tìm có chỗ đến thôi. Thì thôi, thì ta giúp cho họ chút, thì cho họ vui một chút xíu của mình, mà là niềm vui cho người khác. Và cho dẫu có bị lừa gạt đi chăng nữa, thì người ta ra đi và người ta không nghĩ rằng ở trong nhà thờ thiếu vắng tình thương. Thế cho nên là ví dụ ngôn mà hôm nay chúng ta tìm hiểu nữa, thế làm sao để trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều anh chị em khác. Bởi vì ta nhớ rằng là người Công giáo ở Việt Nam này chưa tới 7%. Có nghĩa là cứ 100 người thì chưa tới 7 người là Công giáo. Ít lắm. Chung quanh đó toàn những anh chị em thuộc những niềm tin khác. Làm sao để năm thánh này người ta gặp gỡ mình, người ta tiếp xúc với mình, và đừng để người ta ra đi và nghĩ ở trong đầu người Công giáo thiếu vắng tình thương. Thế lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu dụ ngôn về
có hai con nợ, một người nợ nhiều, người nợ ít. Thế Chúa Giêsu sau khi kể thì Ngài hỏi rằng như vậy thì người nào là yêu thương nhiều? Thì nói người được tha nhiều. Và chúng ta đi đến câu kết luận: tình yêu của chúng ta đối với nhau, nó tỏ lộ ra rằng chúng ta đã được Chúa tha nhiều. Không phải chúng ta làm cái này làm cái kia mà Chúa tha, như người phụ nữ tội lỗi trong câu chuyện, mà là chính chị đã được tha cho nên yêu nhiều. Thế chúng ta nhiều khi mình được tha thứ, Chúa yêu thương tha thứ, nhưng mà mình không có thấy, bởi vì ta thiếu những khoảnh khắc của thinh lặng. Và đọc Thánh Kinh là như vậy đấy. Đọc Thánh Kinh có nghĩa là làm sao để lời Chúa đang nói với tôi ạ? Thường thì chúng ta đọc Thánh Kinh như ta đọc một quyển sách. Một quyển sách. Đọc Thánh Kinh như đọc một quyển sách vậy. Cho nên là đọc xong rồi cố gắng, bởi vì nghe được hướng dẫn mỗi ngày nên đọc một đoạn Thánh Kinh, thì thôi thì cũng mở ra đọc, đọc rồi gấp lại thôi, không có thấy. Đức cha Phêrô khảm, ông ấy dùng cái hình ảnh hay lắm. Hình ảnh nói rằng đọc Thánh Kinh như là đọc lá thư tình. Đọc lá thư tình. Mà khi người ta đọc lá thư tình thì đòi hỏi trước hết là người đó phải là người ở trong cuộc. Chứ còn người ở bên ngoài thì đọc nó chán lắm. Người ở trong cuộc đọc với cảm thấy rằng không phải là những dòng chữ viết, mà là ta đang bắt gặp được tâm tư, nỗi niềm của người mình yêu đang viết cho mình, đang bộc lộ cõi lòng của người yêu đối với nhau. Nếu Thiên Chúa là tình yêu thì những lời trong Thánh Kinh chính là những lời yêu thương mà Thiên Chúa muốn bộc lộ cho chúng ta. Bộc lộ. Ngài bộc lộ tình yêu của Ngài, Ngài bộc lộ cái cõi lòng của Ngài đối với chúng ta bằng những hành động và bằng những lời Ngài rao giảng. Thế cho nên là trong những cái giờ giáo lý này nè, sở dĩ mà tôi phải gửi cho anh chị em cái bản văn để nhằm giúp anh chị em. Ở trong tuần ta dành thời giờ ta đọc. Ta đọc để ta thấy rằng chính Chúa đang nói với chúng ta như thế nào. Thế câu chuyện ngày hôm nay ở trong Tin Mừng Luca để cũng lại là một du ngôn diễn tả lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta như thế nào. Và Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy sống như là Chúa Giêsu. Bởi vì con đường của người Công giáo đó chính là con đường đi theo Chúa Giêsu. Ta nhớ ông Thánh Phêrô, trong một lần mà Chúa Giêsu Ngài nói việc Ngài đi lên Jerusalem phải chịu đau khổ, thế thì ông Thánh Phêrô đứng ra: không, thầy không có đi lên đâu, thầy đi lên đó, tụi nó đi giết thầy, không đi. Chúa Giêsu nói: Satan xéo ra, còn anh đi đằng sau thầy. Đi, nhưng mà đi đằng sau thầy có nghĩa là con đường người Công giáo đi là đi theo Chúa Giêsu, đi đằng sau Chúa, không đi bên cạnh và không đi trước, đi đằng sau. Có nghĩa là Chúa Giêsu sống như thế nào, chúng ta cũng phải sống như thế vậy. Vì thế mà năm nào chúng ta cũng được mời gọi sám hối. Tại sao không phải sám hối vậy? Là bởi vì trong đời sống của chúng ta, nhiều khi ta không đi theo Chúa Giêsu mà ta bắt Chúa Giêsu đi theo mình. Chúa Giêsu đi theo sở thích của mình,
đi theo sự chờ đợi của mình, chứ không phải là chúng ta đi theo Chúa Giêsu. Sám hối là như thế đấy. Sám hối là quay lại đi theo Chúa Giêsu, đi theo. Cho nên tất cả những dụ ngôn mà chúng ta tìm hiểu, đó là nhằm để giúp cho chúng ta trước hết ta chiêm ngắm, ta chiêm ngắm Chúa Giêsu. Và khi chiêm ngắm Chúa Giêsu rồi, để thấy được tình yêu của Ngài, thương xót của Ngài đối với chúng ta như thế nào, và bước tiếp theo đó nữa là chúng ta cũng hãy sống như thế vậy. Cho nên cái logo năm thánh lòng thương xót năm nay ta thấy đó, có lần tôi đã nói với cộng đoàn rồi, nó là có hai người, Chúa Giêsu mang vác Adam ở trên vai, và hai con người đó mà chỉ có hai con mắt, ba con mắt thôi. Tại sao biết không? Tại sao biết không? Tại sao mà là hai người mà lại có ba mắt? Đâu mất con mắt rồi? Còn nhớ không? Có ai còn nhớ không? Logo tôi cho in ở bên ngoài, bởi vì trong này không có chỗ treo, in bên ngoài. Ba người mà có hai con mắt hai người ba con mắt Tác giả muốn diễn tả năm nay chúng ta hãy mang đôi mắt của Chúa Giêsu, mang lấy đôi mắt của Chúa Giêsu để nhìn xem cuộc sống. Mang đôi mắt của Chúa Giêsu, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, cho nên mang lấy đôi mắt của Chúa Giêsu có nghĩa là đón nhận và bước vào trong tâm hồn của chính Chúa Giêsu, chính Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu Ngài cũng mang đôi mắt của con người để Ngài cảm thông những yếu đuối, những nỗi niềm của con người như thế nào. Đấy, ba con mắt nó như vậy hòa vào với nhau. Thế trở lại câu chuyện dụ ngôn này, câu chuyện dụ ngôn ngày hôm nay, đó là một ông thông luật hay là luật sĩ, có nghĩa là ông này giỏi luật lắm. Mình bây giờ gọi là luật sư đấy, luật sư. Ông ấy giỏi luật như vậy mà ông ấy tới, ông ấy hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thì câu hỏi đó đối với lại những bạn trẻ, những người trẻ là tôi nghĩ là cần lắm. Ngày hôm nay xem ra là chúng ta không hỏi câu hỏi đạo đức như thế vậy nữa. Tôi phải làm gì để được sống đời đời, mà tôi phải làm gì để hết được cái đời này? Tôi phải làm gì để được cái cuộc đời này cái thoải mái? Đặt câu hỏi đó là đạo đức rồi. Tôi phải làm gì để được sống đời đời? Người ta nghĩ nhiều khi ta không hỏi câu hỏi đó đâu nhỉ. Câu hỏi làm gì để được sống đời đời đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc với chính cuộc sống của mình, bởi vì mình biết rằng mục đích của chúng ta không ở dưới đất thấp này, mà là cùng đích của chúng ta là ở trời cao. Trời cao, nó là cái cùng đích cơ, cùng đích cơ. Nó là cái cuối cùng của mỗi con người cơ, là trời cao. Nên tôi phải làm gì để được sống đời đời? Thế thì cái câu hỏi đó đối với lại những người trong thời của Chúa Giêsu đó, người ta băn khoăn lắm, là bởi vì anh giữ luật. Thế nhưng mà nó khổ nỗi là bây giờ luật thì nó nhiều lắm, rất là nhiều luật. Ở trong này tôi có ghi lại là 613 khoản luật khác nhau. Ở trong đó là 365 luật cấm, và đồng thời 248 luật là phải làm cái này làm cái kia. Thế thì cái anh luật sĩ này nghĩ trả lời với Chúa, đó là yêu Chúa hết lòng và đồng thời yêu người thân cận như chính mình. Đây cũng là hai câu hỏi gây tranh cãi ở trong đó. Cho nên là ông luật sĩ này ông ấy hỏi Chúa mà ông ấy là muốn thử để gài bẫy. Cũng giống như là có lần mà những người biệt phái tới hỏi Chúa Giêsu đó, người ta có được phép ly dị không?
là bởi vì cũng đang gây tranh cãi. Một đàn thì Chúa không cho ly dị, nhưng một đàn khác thì ông Môi-se lại cho ly dị. Chúa Giêsu trả lời cỡ nào cũng chết hết. Nói được thì cũng chết. Được có nghĩa là ông đi ngược lại với ý Chúa, mà là nói không thì người ta vặn lại. Thế thì ông là ở đâu ông tới vậy? Ông là người rời hay sao mà ông không biết luật ông Môi-se đã cho phép ly dị? Chúa Giêsu trả lời khôn lắm. Ngài không nói có và Ngài nói không, mà Ngài bắt người ta phải quay trở về thuở ban đầu. Nó như thế nào? Thuở ban đầu đâu có, khi Thiên Chúa tạo dựng đâu có. Nhưng mà bởi vì các ngươi lòng chai dạ đá, cho nên ông Môi-se mới viết cái này thôi. Hay là cái câu chuyện người phụ nữ ngoại tình đó, tới ném đá. Ở đây cũng vậy, họ đặt câu hỏi với Chúa, yêu người thân cận như chính mình. Nhưng mà họ đặt câu hỏi với Chúa, ai là người thân cận của tôi? Và cái câu hỏi này là để gài bẫy Chúa Giêsu. Tại sao lại là gài bẫy? Bởi vì ai là người thân cận? Bây giờ cái người, ai là người thân cận để tôi yêu thương đây? Bây giờ cái người nó vô thần, nó cũng là người là tôi phải yêu đó à? Tôi phải yêu cả cái đứa mà nó là nó nói xấu Chúa à? Thấy không? Đấy, tôi phải yêu ngay cả cái người mà nó mới chửi tôi à? Ai là người thân cận? Nếu Chúa Giêsu trả lời người thân cận là những người này nè, những người này, những người này nè, họ sẽ bẻ lại ngay. Thế thì Thiên Chúa đâu có phải là của tất cả mọi người, có nhóm này thôi, nhóm này thôi. Mà bảo rằng tất cả mọi người thì người ta hỏi ngược lại, thế ông yêu người thân cận, yêu tất cả mọi người, bây giờ cái thằng mà nó không có tôn thờ Thiên Chúa, nó không biết gì về Chúa mà cũng yêu nó à? Chết. Chúa Giêsu với kẻ dụ ngôn, dụ ngôn về người đi từ Jerusalem xuống và bị kẻ cướp nó cướp, nó còn đánh cho nửa sống nửa chết nữa. Thế thì ở trên con đường đi đó có ba ông. Một ông là thầy tư tế, mà ông ta biết rằng ở trong Do Thái đó, cái việc sạch và dơ quan trọng lắm. Ông ấy mới ở trong đền thờ, mới vào đó, mà bây giờ ông ấy nhìn thấy cái người đó, người Do Thái bạn của ông ấy nằm gần chết ở bên đường. Nếu ông ấy tới, ông ấy đụng vô thì ông ấy sẽ bị ô uế dơ bẩn. Cho nên là ông không đụng vô. Nhưng trong luật của Do Thái đòi hỏi họ cũng phải dừng lại chăm sóc. Nhưng mà trước cái lựa chọn bây giờ dừng lại hay là ta đi, thì ông ấy chọn cái lựa chọn thứ hai. Ông ấy thấy và ông ấy băng qua bên đường này, ông ấy đi cho nó an tâm. Tới ông thứ hai, ông ấy cũng thấy là ông thầy Lê Vi, thì giống như là các linh mục bây giờ vậy, thấy băng qua bên đường ông đi. Có cái ông thứ ba là ông Samari, là ông ấy thấy rồi ông ở lại. Nói tới cái thấy và băng qua bên đường này, làm tôi kể câu chuyện này. Có hai bà ngồi tám chuyện với nhau. Một bà nói, con của tôi, tôi không bỏ công để lo lắng nuôi dạy, bây giờ lớn rồi, đi đến đâu ai gặp từ xa xa cũng chạy tới, con chào đức cha, chào đức cha, chạy tới chào. Bà kia nói, con tôi khác, con tôi mà nó đang người đi, người ta thấy không có chạy tới, mà người ta băng qua bên đường kia người ta đi. Thế bà ấy mới hỏi, con bà làm cái gì vậy? Lạ nha, người ta thấy mà chắc là quyền lực lắm hay sao mà người ta thấy người ta phải đi sang bên đường, người ta không dám đi, đi bên cạnh, sợ, không dám đi bên cạnh đi bên đường.
Bà ấy nói tôi cũng chẳng biết là nó làm cái gì nữa, là bởi vì nó đi suốt ngày đó mà. Nhiều khi tuần, hai ba tuần mới thấy nó về nhà thoáng qua chút xíu thôi. Tôi chẳng biết, nhưng mà chỉ biết rằng á, có lần tôi đang đi chung với mấy bà bạn khác, họ vừa thấy nó và cái nó băng ra đường. Người ta băng qua đường kia người ta đi, mà người ta vừa đi người ta nói thầm ở trong bụng, người ta nói đồ quỷ. Băng qua đi. Mấy ông này cũng vậy, băng qua đi. Cái thấy quan trọng lắm đối với Đức Giáo Hoàng Francisco này và đồng thời đối với Chúa Giêsu. Khi mà tôi đi dự đại hội gia đình ở tại Philadelphia thì tôi thấy Đức Giáo Hoàng sở dĩ mà người ta say mê Ngài là bởi vì Ngài thấy cái mà người khác không muốn thấy. Ngài dừng lại ở nơi những con người mà thông thường người ta không muốn dừng lại để dây vào làm chi hết. Bởi vì câu khẩu hiệu giám mục của Ngài cũng là câu khẩu hiệu Chúa Giêsu thấy chạy lòng thương và đã gọi, lên tiếng gọi. Lê Vi, ông ngồi ở bên bàn thu thuế, thấy chạy lòng thương. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy, tôi làm nổi bật cái yếu tố thấy, băng qua, đi, thấy và đi. Còn cái ông Samari, cái ông này đối với người Do Thái là thù nghịch. Thế cho nên có một lần Chúa Giêsu đi ngang qua Samari cùng với các tông đồ. Thế người Samari người ta xem thường, người ta không đón tiếp. Ông Gioan là ông ấy nổi nóng lắm. Ông ấy nói với Chúa: thưa Thầy, Thầy có muốn con xin lửa từ trời xuống đốt hết cái bọn cái dân làng Samari này không? Chúa Giêsu trả lời bảo: tôi không biết, Thầy không biết là chúng con cái ý tưởng này nó từ đâu tới. Lạ lùng quá. Đôi xin lửa từ trời mà lại đốt chết tụi nó. Nó cho thấy giữa người Do Thái và người Samari có sự thù nghịch lắm. Thế vậy mà anh Samari, anh ấy thấy cái người Do Thái nạn nhân nằm bên đường, ông ấy dừng lại. Và ta thấy ở trong đó Chúa Giêsu kể chi tiết. Ông dừng lại, ông lấy dầu, ông ấy xoa nạn nhân, ông ấy cho lên trên lửa, ông ấy đưa về quán trọ, ông ngủ lại suốt đêm với nạn nhân. Sáng ngày hôm sau, ông ấy đưa ra 2 quan tiền cho ông chủ quán trọ. Rồi ông còn nói nữa: anh tiếp tục chăm sóc cho người này, tôi có việc tôi phải đi. Khi tôi trở về còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ trả lại cho anh. Cái thái độ của người Samari đó, thấy chạy lòng thương. Chúa Giêsu nói ông ấy thấy và ông ấy chạy lòng thương. Ở trong này tôi có viết về cái tiếng Hy Lạp đó, nhưng mà nó muốn diễn tả cái này. Cái chữ chạy lòng thương của mình hay nói là chạy lòng thương hay là thương cảm này nọ. Nó là diễn tả cái cung lòng của mình này, cái bụng của mình này, cái ruột của mình này. Quặn đau như người mẹ thấy có thai, quặn đau, quặn đau. Các bà thường không để ý khi mà mình đi đường mình thấy cái gì mà thấy đau xót quá, mình thấy một cái cảnh nào thương tâm quá, thế thì thường mình dễ rơi nước mắt phải không chị Hương? Rơi nước mắt phải không? Mình thấy thương tâm mình rơi nước mắt. Nhưng mà trước khi rơi nước mắt, chị có thấy biết có một cái phản ứng gì trong người chị không? Không có để ý, không để ý thôi. Hôm nào thử có phải đúng không? Tôi nói có đúng không? Trước khi mà mắt mình đỏ và mình chảy nước mắt thì trong bụng mình nó quặn. Ở trong bụng mình tự nhiên nó quặn lên. Nó không quặn bụng, không đổ nước mắt đâu, còn không chỉ là nước mắt cá sấu thôi. Nước mắt cá sấu đó đó. Quặn. Có nghĩa là khi ta thấy một cái cảnh nào một con người đỏ nào đó thương tâm, ta quặn, quặn đau. Và khi ta quặn đau như vậy, nó mới tác động lên trên cái tuyến lệ và nước mắt chảy ra. Tác động con tim, tuyến lệ, nước mắt chảy ra. Cho nên khi nói tới chạy lòng thương là nói đến một thái độ nó phát xuất từ nơi bên trong của con người và đòi hỏi người ta phải hành động. Hành động.
Vậy người ta mới thấy ông Samari đó, ông ấy hành động. Chúa Giêsu kể ông làm hết cái này làm kia liên tục làm liên tục hết. Thế thì Chúa hỏi ông luật sĩ, thế theo ông ba người này ai là người thân cận? Thế bây giờ ông luật sĩ ông ấy trả lời sao? Trước đó thì ông ấy hỏi Chúa Giêsu ai là người thân cận của tôi để tôi yêu. Bây giờ Chúa Giêsu hỏi lại ba người này ai là người thân cận? Ông ấy phải trả lời một câu trả lời mà ông không muốn, bởi vì người Samari là kẻ thù của ông ấy. Mà ông ấy phải trả lời người Samari là người thân cận. Đảo ngược hoàn toàn. Nếu trong cuộc sống của chúng ta mình cứ đặt câu hỏi ai là người thân cận thì chúng ta sẽ có những giới hạn trong tình yêu đối với người khác, giới hạn trong những cử chỉ quan tâm, chăm sóc, lo lắng đối với người khác. Bởi vì sẽ có những cái biên giới đấy. Và cũng chính câu chuyện này Chúa Giêsu nói với chúng ta, coi chừng yêu Chúa không đương nhiên, không tự động làm cho chúng ta yêu thương người khác. Chúa Giêsu nói à nha, không phải tôi nói à. Rõ ràng đây nè, cái ông Lê Vi và ông thầy tư tế, hai ông đang ở trên đền thờ đi về, là hai ông rất yêu mến Chúa. Hai ông vừa thực hiện một thái độ yêu mến Chúa bằng việc thờ phượng tại đền thờ Jerusalem, nhưng trở về gặp người thân cận vẫn bỏ qua, thấy và bước qua bên kia mà đi. Có nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa không đương nhiên. Nếu chúng ta yêu mến Chúa không đương nhiên, không tự động làm cho chúng ta yêu người khác. Rất rõ trong kinh nghiệm sống đó. Ai trong anh em mà không yêu Chúa? Tôi cũng yêu chứ. Thế mà thường xuyên thì tôi vẫn thấy người khác, tôi làm lơ. Không đương nhiên đâu. Nhưng tình yêu của người thân cận yêu người khác, nó lại trở thành tấm gương soi rọi để ta biết được tình yêu của Chúa đối với chúng ta, tình yêu ta đối với Chúa như thế nào. Bởi vì như ông Thánh Giacôbê đã nói, người anh em mà chúng ta thấy mà không yêu thì làm sao có thể yêu được Thiên Chúa, là đấng chúng ta không thấy, chỉ là giả dối thôi. Đấy, thấy không yêu. Thế nhưng chúng ta cũng đừng quên một điều này nữa. Nếu như vậy thì coi chừng ta lại rơi vào một thái độ và mình nghĩ rằng mình chỉ cần yêu người nó sẽ dẫn đến tình yêu Chúa rồi, đương nhiên đi yêu Chúa rồi. Không. Tại sao vậy? Bởi vì tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu à. Thiên Chúa ban tình yêu cho chúng ta. Ông Thánh Gioan nói rất rõ, Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Trước khi chúng ta yêu nhau, Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Chính vì Thiên Chúa yêu chúng ta, Ngài đổ tràn tình yêu của Ngài nơi chúng ta, mà làm cho chúng ta có khả năng và nhạy bén để yêu thương người khác. Yêu thương người khác đó. Cho nên một đàng yêu Chúa, tôi yêu Chúa không đương nhiên tự động tôi yêu người khác. Và đồng thời chính tình yêu Chúa đổ tràn vào tâm hồn tôi, chính tôi mở tâm hồn ra mà tôi đón tình yêu Chúa, mà làm cho tôi dễ dàng và có khuynh hướng để hướng đến và yêu người khác. Bởi vì trong tôi đầy tràn, có gì ở trong người đầy tràn thì nó tuôn trào ra bên ngoài. Tuôn trào ra bên ngoài. Người ta suy nghĩ cái này. Suy nghĩ. Thế hôm nay dừng lại ở đây. Thế tôi nói về ta đọc và như là ta suy niệm. Tôi muốn làm nổi bật
chính Chúa Giêsu là người thương chúng ta đấy. Chính Chúa Giêsu là người Samari đấy. Bởi vì Ngài thấy chúng ta như những nạn nhân đang nằm bên vệ đường, như những con người mang thương tích, Ngài đã tới chăm sóc, chữa lành, mang trên vai, đưa về quán trọ là giáo hội để nhờ những người trong đó chăm sóc cho chúng ta. Chính Chúa Giêsu là người đã gặp chúng ta, đã thấy, đã dừng lại, đã thương cảm, yêu thương chúng ta. Chúng tôi bảo đọc cái câu chuyện này, đó là như là chính Chúa đang nói với tôi. Chính Chúa đang nói với tôi: tôi, Chúa thương tôi, tôi là một nạn nhân, một người tội lỗi. Chúa thương tôi, Chúa chăm sóc tôi, Chúa làm cho tôi lành mạnh trở lại, Chúa làm cho tôi cứng cáp. Và như vậy, đến lượt tôi thì tôi lại biết đến với nhau. Không phải là ai là người thân cận, mà chính tôi phải trở thành người thân cận của người khác. Chính tôi phải trở thành người thân cận của người khác. Có nghĩa là chính tôi hãy dám đến với tất cả mọi người, và chính từ đó mà họ là người thân cận. Cho nên cũng kết thúc thì có bài hát ngắn thôi, cùng hát với nhau chút ý nghĩa hay lắm. Ở trong nó không có, nhưng mà là tôi tập. Cái bài này là của nhà thơ Rabindranath Tagore. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Chính tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa làm cho những người xa xôi trở thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu thân quen. Ta hát thử nha. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu thân quen. Ê, xin mời mọi người hát chung với tôi ra nhà. Người làm cho những kẻ, người làm cho những kẻ xa xôi. 2, 1. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu thân quen. Một khi đã được biết Chúa rồi, không ai còn là ai. Từ đây oán thù sẽ tiêu tan, nhưng chỉ còn yêu thương. 2, 1. Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng gần gũi. Người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu thân quen. Vâng, chính Chúa Giêsu, người Samari nhân hậu, làm cho tất cả chúng ta trở thành những người xa xôi trở thành gần gũi, và những người xa lạ lại thành bạn hữu thân quen.